rất vui được gặp lại mọi người trong livestream ngắn ngày hôm nay. Và chúng tôi vừa thực hiện xong một cái headshot cho một vị khách rất là xinh đẹp. Và trước khi trò chuyện cùng chị thì mọi người hãy dành ra một ít phút để có thể quan sát cái tình trạng lúc trước của chị nhé. Như mọi người có thể thấy đấy, thì cái cặp lông mày cũ của chị này, hai phần đầu lông mày được cách khá là xa. Ngoài ra thì những cái phần lởm chởm lông mày thì lởm chởm nó rất là nhiều. Và điều đặc biệt là cái vùng đuôi, phần đuôi lông mày của chị thì bị cụt. Đây mình sẽ cho mọi người xem ảnh này để mọi người có thể dễ dàng nhận ra. Đó, đây, phần đuôi này bị cụt này. Đó. Và ngoài ra thì lông mày cái dáng là bị cụt. Vâng, và bây giờ thì như mọi người có thể thấy thì chị đã sở hữu một cặp lông mày rất là mới rồi, hoàn toàn mới. Dạ vâng, em chào chị. Chị có thể chia sẻ một vài cái cảm nhận là sau khi sử dụng xong dịch vụ tại DK không ạ? Em thấy dịch vụ ấy rất là tốt. Nhân viên tư vấn rất là nhiệt tình. Dạ. Rất là kiểu dịu dàng. Vâng, vậy trong quá trình làm lông mày thì chị có cảm thấy khó chịu hay là đau đớn gì không ạ? Không. Vâng, và bây giờ thì em xin mời máy quay nhé. Có thể quay sát hơn một chút xíu nữa để chúng ta có thể nhìn được cái cặp lông mày mới của chị. Về cái tình trạng sợi lông mày thì chị cũng có khá là nhiều. Tuy nhiên thì cái phần đuôi này ít này, và chuyên gia của chúng tôi thì đã khắc phục được hầu như là hết tất cả cái nhược điểm lông mày của chị rồi. Hai phần đầu lông mày thì đã cân đối hơn này. Ngoài ra thì Master Plumbing Vương của chúng tôi thì đã thiết kế cho chị ý một cái dáng lông mày phù hợp với khuôn mặt hơn. Và như mọi người có thể thấy thì đây, hai phần đuôi lông mày nhìn rất là tự nhiên, sợi thật đan xen với các sợi giả. Và nhìn trên tổng thể thì nhìn khuôn mặt của chị bây giờ đã rất là xinh đẹp rồi, sẽ khác với cái tình trạng lúc trước. Tình trạng lúc trước thì nhìn vì có cái cọc lông mày mà bị cụp và bị cụp đuôi, nên là nhìn tổng thể khuôn mặt hơi bị già, nó là nhợt nhạt. Bây giờ thì dạ, theo như chia sẻ của chị thì em thấy là chị đã rất ưng ý với cặp lông mày mới này của mình rồi đúng không ạ? Vâng, vậy chị có sẵn lòng giới thiệu cho bạn bè và người thân đến để cùng trải nghiệm dịch vụ tại DK không ạ? Rất sẵn lòng. Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Vâng, và nếu như mà những chị em nào mà có những cặp lông mày bị hỏng này, bị lỗi, hay là mình có những cặp lông mày có quá nhiều khuyết điểm và có những cái dáng lông mày chưa ưng ý, thì mình có thể inbox trực tiếp qua fanpage của DK hoặc có thể gọi điện số hotline 0911310000 để có thể được tư vấn chi tiết và kỹ càng hơn về dịch vụ cũng như là về những công nghệ mới tại DK nhé mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi live stream ngày hôm nay ạ. Xin chào.